Chào mọi người, mình đi tìm chỗ dọn đường câu và mình phát hiện được cái chỗ này nên mình làm cái video chia sẻ đến mọi người. Một cái điểm câu rất là lý tưởng mọi người. Để mình xuống cho mọi người coi nha. Đây mọi người, một cái đám lục bình rất là rộng lớn nè. Tự nhiên lại có một cái khoảng nước trống như vậy. Ở đây cũng có một cái lỗ tự nhiên nữa mọi người. Giống y như là có ai dọn đường câu vậy. Đây. Nước chỗ này cũng cạn à. Nước cạn rồi mọi người. Đi ra được luôn. Đó, mọi người nhìn cái thế rất là ngon mọi người ơi. Ở bên kia cũng có một khoảng nước trống cũng lớn rồi, để mình qua bển luôn nha. Là đây nữa mọi người. Cái lỗ nước trống này nè. Nhìn thấy rất là ngon luôn á. Máy này là nó tự mấy lỗ tự nhiên này. Gió nó đưa lục bình ra cái nó tạo lên một khoảng trống như vậy. Ở bên kia cũng có một cái lỗ trống nữa, mình qua bển luôn. Nè mọi người, ở đây có một cái đường trống nè, cặp mấy bờ nè, giống y như là có ai dọn đường câu sẵn à. Nhưng mà không phải nha mọi người. Bên đây nữa nè. Bên đây hai cái lỗ nước trống, chỗ này sâu nha. Chỗ cặp mấy bờ bên đây thì nó cạn à. Thì cái khu vực này nghe nói là cá lớn nhiều lắm nha mọi người. Cá tầm ký mấy nhiều lắm á nha. Nói dân câu ở đây người ta câu đó. Mà mấy chỗ này mình không thấy dấu ai xuống đây đứng câu luôn mọi người. Này y như là không ai biết chỗ này hay sao á. Nè mọi người, do cái chỗ này khả năng là có cá lớn nên mình đổi cái lưỡi câu bự nè. Lưỡi câu lớn nhất của mình luôn. Lưỡi câu này mình lúc mình làm để mình câu cá lóc bông nè. Cái đoạn này có cáp nha mọi người. Đổi lưỡi bự để mình móc con nhái lớn, mình quăng xuống mình mới dụ mấy con cá bự ra nha. Lần này mình móc nhái treo theo kiểu này nè mọi người. Đó. Nhái bự cho bá luôn nha. Này quăng đùng rầm thế nào cái con cá lóc bự nó cũng bay ra nó đớp cho coi. Nhưng mà giờ trời nó mưa luôn mọi người. Mưa giờ biết chịu ăn không biết. Mình nghe nói dân địa phương ở đây á, người ta câu con mà tầm ký 6 ký 7 nhiều lắm nha mọi người. Câu thường luôn á. Mình lên đây mình hy vọng là sẽ câu được một con để phá kỷ lục của mình. Cá lóc kỷ lục của mình là con ký 2 à. Xuống câu nha. Trời mưa xuống luôn rồi mọi người. Mình lên cái chỗ này mình trú mưa nè. Vậy chừng nào hết mưa rồi mình xuống mình câu tiếp nha. Giờ cũng đã đỡ rồi. Hồi nãy mưa lớn. Rồi mọi người, bữa nay mình tiếp tục quay lại cái chỗ nước trống này mình câu cá nữa nha mọi người. Hôm bữa mình câu xong cái trời mưa mọi người, mình lên kia mình trú mưa mà trời mưa nó không tạnh, mưa suốt luôn. Mưa dầm hoài luôn, cái mình về luôn. Nay cũng 2 ngày rồi. Mình xuống đây mình thấy nước nó dâng lên có thấy luôn mọi người. Nước dâng hơn hôm bữa chắc khoảng 6 7 tấc nước luôn á. Bữa mấy chỗ này đâu có nước đâu mà giờ nó lên nước lên tới đây luôn rồi mọi người. Không biết mà lội ra ngoài đó được không biết nữa. Giờ chắc kiếm chỗ mình lội ra ngoài đó mình quăng ngoài kia kìa. Nên có thể là có cá lớn ngoài đó. Đớp là đớp mọi người. Rồi sảy rồi. Tại vì con cá nó nhỏ quá mọi người. Mồi mình nó bự quá nè. Cá tầm chắc khoảng chừng 3 lạng.
Từ mọi người cá bự quá. Ủng cá đớp mình đó mọi người thấy không? Rồi sảy nữa rồi. Trời ơi mọi người cá bự ghê. Trời ơi. Trời ơi, tức ghê luôn á. Trời ơi, nó không bung chống dướng mọi người. Ôi con cá bự ghê. Ủa con cá này chắc khoảng cả ký luôn á. Không được rồi mọi người ơi, mình chắc phải đổi lưỡi rồi. Cái lưỡi này không được rồi. Rồi vậy là mình đổi cái lưỡi nhỏ hơn và mình móc cái con chằn hiêu nha mọi người. Ừ nãy phải đừng câu lưỡi đó là dính được hai con rồi. Tại mình nghĩ dính ở đây khu gô nhiều mọi người. Nhưng mà nãy có một con bự ghê mình không giật không dính là không hiểu sao luôn. Đớp rồi mọi người, đớp rồi. Chị này mày chết chứ tao. Rồi nữa. Ừ, xảy lần nữa mọi người. Vậy là ba con rồi đó. Buồn vậy. Trời ơi. Đớp rồi, đớp rồi, đớp mọi người. Rồi nữa. Bốn con rồi nha mọi người. Ừ, bữa nay sao trời. Có một chỗ này cá nhiều thiệt. Đớp và cá bự lắm mọi người ơi. Dính không? Dính rồi mọi người ơi. Khung gốn rồi. Khung gốn rồi mọi người ơi. Ui ơi. Mọi người ơi, ui cá lóc bự quá. Trời ơi mọi người, con này hơn ký rồi mọi người. Ui nó bay ra nó làm cái ầm. Ui con hồi nãy mình giật sảy cũng có này á, 4-5 con táp mới dính được con rồi mọi người. Ui cái họng nè. Móc ngay mép luôn, ngay cái cọng xương này hết sảy luôn rồi. Rồi nữa mọi người, đớp rồi. Mình thả nhợ. Dính không? Dính rồi mọi người. Dính rồi. Trời ơi. Đây ông này nhỏ. Con này cỡ 3 lạng nha mọi người. Đây mọi người, con này cỡ 3 lạng nha mọi người. Ui ui. Vậy là mấy con táp ta? 6 con táp mà bắt được có 2 con. Ui, con nãy bự, con này nhỏ. Có chỗ thì cá dữ dằn ra. Rồi đớp rồi mọi người.
dính không, nhìn thử ra ta. Dính này, dính này, dính này. Trời ơi. Trời ơi, cá này nhỏ. Ê mọi người, con này khoảng chừng lăng rưỡi nha. Dính một con nữa mọi người ơi. Ui, hung gô à. Con cá bự mọi người. Ui. Ui. Ui, cá bự quá mọi người. Ui ui, bằng cỡ con hồi nãy á. Hồi nãy con cá nó ăn câu á, mấy bộ phim mình hết pin, mình đem lên đây mình gắn pin lại mà. Mình lôi con cá lên nửa chừng cái mình đem máy lên mình gắn pin mình lôi lên mọi người. Ui ui. Con này bự quá mọi người. Này cả ký nữa đó. Ngay chỗ cái đường câu hồi nãy mình câu con cá bự lên luôn, ngay đó luôn. Nó mới tấp hụt một cái rồi cái nó bỏ mọi người, cái mình dụ khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi nó bay ra nó tấp nữa. Mình kéo nó lôi lên được bình mọi người, rớt xuống cái nó quất liền luôn. Ồ mọi người, con cá nè. Ôi. Chân của mình nè. Con này cả ký á mọi người. Ồ vậy là được 4 con rồi mọi người ơi. Ui. Lâu ghê mới có cảm giác câu cá gì mọi người. Ngay chỗ này cá bự không thôi. À, con cá hồi nãy nè mọi người, hai con mọi người y nhau luôn. Ui, ui, đó một cặp luôn người. Này móc ngay cái hàm trên đó. Yeah. Cứng chữ à. Vậy sao sảy trời. Này giờ thả ra nó cũng không có xúc là được. Đấy, hai con bự luôn. Hồi nãy mình sảy con cũng không là được 3 con bự rồi mọi người, 3 con cũng cỡ này rồi. Rồi thành quả của mình ở ngày hôm nay nè mọi người, đã chưa 2 con cá bự nè, con này mỗi con chắc ký á mọi người. 2 con bự, này con này 3 lạng với con này khoảng 1,5 lạng 2 lạng gì đó. Cái điểm này mình mới phát hiện ra mọi người. Giờ mình kết thúc cái video nha. Mọi người ai muốn đến điểm này câu thì bình luận dưới video gì mình gửi cái điểm câu cho mọi người nha. Thì chỗ này có chỗ này thôi. Hôm bữa chiều mình câu cái lỗ bên kia, nhưng mà giờ nó tấp vô mọi người. Giờ cũng còn nhưng mà lội ra mà đó sâu lắm, câu không có được. Chỉ còn cái chỗ này. Đằng đó thì có cái lỗ nhỏ, thì nãy mình câu không có ăn. Thôi chào tạm biệt mọi người nha. Bây giờ chiều thì mình qua mấy cái đường câu mình mới dọn hôm qua, 10 đường câu. Mọi người nhớ đón xem video sau của mình nha.